con có nghe sư nói rằng thời đức phật tại thế các vị thánh cư sĩ xuất hiện nhiều lắm vậy các ngài ấy mặc dù đã ý thức được phẩm mạo sa môn là cao quý trở thành sa môn sẽ có nhiều lợi ích thù thắng hơn mà nguyên do gì các ngài ấy lại không xuất gia thưa với quý vị đó cái việc mà xuất gia mục đích của việc xuất gia đó là để thực hành con đường đưa đến đạo quả giải thoát còn nếu như mình đã hưởng được đạo quả giải thoát rồi đấy thì cái chuyện mình có xuất gia hay không thì nó cũng không còn quan trọng nữa bởi vì cái mục tiêu tối hậu của mình là như vậy mà Uhm, đúng là cái con đường xuất gia đấy nó sẽ thuận tiện hơn nhưng mà thuận tiện hơn cho mình chứng đắc đạo quả thôi. À, Sư đưa ra một cái ví dụ như vậy để cho quý vị dễ hiểu nè Từ uh, Sài Gòn ra Hà Nội nha. Từ Sài Gòn ra Hà Nội thì uh, chúng ta có rất là nhiều cách để đi. Đi bằng máy bay ha, đi bằng uh, tàu hỏa ha, đi bằng ô tô ha. À, đi bằng xe đạp ha à, Đi bộ cũng được Thì trong những cái con đường đó Thì đi bằng máy bay thì Nó sẽ nhanh hơn à, Đi bằng tàu hỏa thì cũng tương đối Ô tô thì rất là lâu à, Còn đi bộ thì không biết chừng nào tới Nó tương ứng Với cái chuyện là Mình muốn đi đến đào quả giải thoát Có nhiều cách để đi Hứ hmm. Mình có thể đi bằng cái con đường xuất gia, mình cũng có thể đi bằng con đường tại gia. Nhưng mà con đường tại gia nó gặp rất là nhiều trong gai. Cái sự chênh lệch, sẽ chỉ bí von thôi, nó giống như từ Sài Gòn ra Hà Nội mà mình so tốc độ giữa người đi máy bay và người đi bộ vậy đó. ví von thôi. À, cũng tương tự như vậy, cái con đường xuất gia nó thuận tiện hơn rất là nhiều con đường tại gia khi mà mình hướng đến đạo quả giải thoát. Quay trở lại cái ví dụ. Mặc dù đúng là cái chuyện đi máy bay nó nhanh hơn. Nhưng nếu như mình đã ở ngoại thành Hà Nội rồi. Hoặc là mình đã chuẩn bị đặt chân vào nội thành Hà Nội rồi. Thì mình có cần mua vé máy bay hay không? Hình như không. <laughs> Hình như không. À, ai rảnh thì thôi mua vài vòng vòng chơi cho vui chứ còn hình như là không tại vì mình đã tới được nơi rồi à, nếu như mà lười quá à, thì muốn cho nó thoải mái hơn thì mình có thể mình đi ô tô cho nó thoải mái chứ còn giờ đó thì chắc không ai nghĩ đến cái chuyện đi máy bay nữa đâu tương tự như vậy à, cái việc mà chứng đắc đạo quả thì vị sơ quả Uh, mặc dù còn là tại gia cư sĩ nhưng mà vị đó đã đạt đến cái mục tiêu tối hậu rồi. rồi còn cái việc còn lại thì đối với vị đó nó rất là đơn giản thôi cho nên cái chuyện xuất gia thì có cũng được không có cũng được uh. riêng về cái vị mà chứng a la hán thì nó lại hơi khác thế này đó là sao phẩm vị a la hán ấy, um, cái người tại gia cư sĩ không thể chịu nổi sức nặng của giới hạnh một vị A-la-hán Cho nên nếu như mà một cư sĩ chứng A-la-hán Nếu như vị đó không xuất gia là vị đó phải viên tịch Đấy, cho nên là chính bởi vì lẽ đó thì một số vị A-la-hán Vì lòng thương tưởng đối với chúng sanh Chứ thực tế các vị đó cũng không có tha thiết gì nữa nha Nhưng mà vì lòng thương tưởng với chúng sanh ấy, cho nên các vị đó chứng a la hán rồi các vị đó xuất gia hoặc là vì lòng thương tưởng của chúng sanh dành cho các vị đó ví dụ như trường hợp à, hoàng hậu của vua bimbisara tức là của bình sa vương ấy chứng a la hán thì đức phật mới nói là bây giờ à, chỉ có hai con đường thôi một là bà hoàng hậu phải xuất gia hai là bà hoàng hậu phải biên tịch thì nhà vua bởi vì lòng thương tưởng đối với hoàng hậu uh, cho nên là thôi uh, mong đức thế tôn tế độ cho hoàng hậu xuất gia đấy uh, rồi